Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tin tức trống của Tịnh Thất Bồng Lai. Trong mấy ngày qua thì quý vị khán giả thấy là ở Tịnh Thất Bồng Lai, người thứ 5 đã bị khởi tố bắt tạm giam, đó là bà Cao Thị Cúc, chủ của Tịnh Thất Bồng Lai, có nghĩa là chủ hộ đó quý vị khán giả. Như vậy thì 5 người trong Tịnh Thất Bồng Lai đã bị khởi tố bắt tạm giam, riêng thầy ông nội thì tuổi ngoài 90 cho nên được ở tại gia xe theo sự quản lý của cơ quan chức năng. Hôm nay thì cái tin nóng hơn đó quý vị khán giả, đó là công an tỉnh Long An đã đi tìm Võ Thị Diễm My trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Trong 2 năm qua thì quý vị khán giả thấy vụ xô xát giữa người nhà của Võ Thị Diễm My và nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai đã từng được ra tòa đưa ra xét xử. Hôm nay chiều 16 tháng 5, thông tin từ tỉnh Long An cho biết cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện. Kính thưa quý vị khán giả, trong suốt những năm qua thì những bà con, cộng đồng trong và ngoài nước đã bị lợi dụng lòng tin mà các nhà hảo tâm quyên góp tiền về cho Tịnh Thất Bồng Lai. Tới ngày hôm nay thì ở nơi đây đã 5 bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam. Thì quý vị khán giả thấy là trong thời gian trước, lùm xùm giữa cô Diễm My, một cô gái xinh đẹp ở tuổi đôi mươi là sinh viên, mà tự dưng đi xuống Tịnh Thất Bồng Lai, một mực là đầu tu hành tại đó. Gia đình thì có điều kiện, mà Diễm My thì không có nghe theo cha mẹ, nhưng mà cái sự quyến rũ của những người trong Tịnh Thất Bồng Lai làm cho cô bé sinh viên phải bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tương lai sự nghiệp của mình mà đòi đi tu. Thì trong thời gian đó, nhiều kênh YouTube cũng như là nhiều người đã lên tiếng về vấn đề này, nhưng ở đâu đó thì có hai phe đối lập, những người vạch trần sự thật và những người đang đâu đó thì đấu tranh lại. Tới ngày hôm nay thì mọi việc đã ngã ngửa, những người trong cuộc đã từng ủng hộ, đã từng quyên góp cho Tịnh Thất Bồng Lai, họ đã thất vọng tràn trề. Những con người ở Tịnh Thất Bồng Lai vì trong suốt những năm qua lừa dối lòng tin để lợi dụng trục lợi cá nhân cho bản thân mình. Thì quý vị khán giả thấy là những mạnh thường quân người ta đã lầm tưởng vì nơi đây là xưng là tu hành và đồng thời là trẻ mồ côi. Nhưng mà thực chất tới ngày hôm nay thì mọi việc đã phơi bày. Ông Lê Tùng Vân cùng đồng bọn của mình thực hiện những phi vụ mà đã xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tới ngày hôm nay thì 5 bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam. Như vậy thì hiện tại những người đã từng binh vực Tịnh Thất Bồng Lai cũng như là những người đã nói lại Phật giáo, đó là một số người có thể là họ đi theo những cái chiều hướng tiêu cực và họ cũng đã từng lên YouTube chia sẻ những cái thông điệp này, và đồng thời họ cũng nói về những người đã từng ủng hộ và những người bác bỏ. Họ phân tích đủ điều và họ cũng chia sẻ những cái video liên quan tới những người mà đã từng lên tiếng về Tịnh Thất Bồng Lai. Và chắc có lẽ quý vị khán giả thấy là đâu đó cũng những cô nắm móc nắm mèo gì ở hải ngoại đó quý vị khán giả, mà cô cũng đã từng bị những cái tiền án tiền sự về những cái việc làm vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Và họ cũng đã lên tiếng, tới ngày hôm nay thì chắc có lẽ là cô này cũng đi sang Mỹ rồi đó. Họ không biết có làm được gửi tiền để nuôi 5 người đang bị bắt tạm giam của Tịnh Thất Bồng Lai hay không. Và tới ngày hôm nay thì cô không còn biết cô có biện hộ biện minh gì cho Tịnh Thất Bồng Lai nữa hay không. Và trong suốt cái thời gian dài,
cổ lên, cổ chia sẻ nào là chính quyền, nào là những người tu hành, những người ở trong này là tin tưởng, rồi có những lời trách móc về những bậc tu sĩ ở Việt Nam và các bậc thầy đó quý vị khán giả. Tới ngày hôm nay không biết là nắm mốc trắm mèo này ở hải ngoại có làm để dành dụm tiền gửi về để nuôi những người năm bị can đang bị bắt tạm giam ở tỉnh thất Bồng Lai hay không. Và tới ngày hôm nay để phục vụ công tác điều tra thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng đã quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở khác là ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây. Thì hôm nay công an và cơ quan điều tra cũng đã chia sẻ và báo pháp luật cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Theo quyết định này thì ai phát hiện Diễm My ở đâu, có thông tin như trên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết. Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra trong thời gian gia đình cũng có tố cáo về những người ở tỉnh thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra thông báo Diễm My để xác minh làm rõ vấn đề này. Và quý vị khán giả chắc có lẽ cũng còn nhớ tới một vụ cách đây 3 năm, đó là năm 2019. Một nhóm người đã đến tỉnh thất Bồng Lai để đi tìm Võ Thị Diễm My, trong đó có cha ruột, mẹ ruột của Diễm My. Tại đây thì nhóm người đi tìm Diễm My và cái nhóm người sinh sống ở tỉnh thất Bồng Lai cũng đã xảy ra xô xát. Vụ việc đó cũng được đưa ra tòa án giải quyết. Kính thưa quý vị khán giả, bậc làm cha làm mẹ khi mà có một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học mà bỗng dưng đi ra đi như vậy, làm cha làm mẹ hết sức là đau lòng. Trong những thời điểm đó họ đã mất con, họ đã rất là đau xót vì tương lai của một đứa con của mình. Trong cái thời điểm đó thì chính anh Thắng và chị Mai cũng lên chia sẻ, nếu mà con muốn có duyên với Phật Pháp tu hành ở nơi nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì cha mẹ cũng sẵn lòng, nhưng Diễm My lại nhất quyết là đi xuống tỉnh thất Bồng Lai. Thì tới ngày hôm nay quý vị khán giả thấy ngã ngửa, ở nơi đây là những người mà hàng chàng trai lực lượng và những cái tội danh ở tỉnh thất Bồng Lai, trong đó có một cái tội danh loạn lưng. Thì quý vị khán giả đã thấy là ba cô gái trong tỉnh thất Bồng Lai không có chồng mà liên tiếp đẻ năm một và năm chú tiểu, trong đó là không phải là trẻ mồ côi mà là con của những người ở trong đó. Họ lấy cái mác là tu hành và cạo đầu, nhưng họ đẻ xòn xòn thì thử hỏi đi, những người ở trong đó, những chàng trai đâu ra, có đi yêu đương ở ngoài xã hội hay không, mà những cô gái ba người trong đó cứ mỗi năm đẻ mỗi đứa. Thì thử hỏi những người chàng trai trong tỉnh thất Bồng Lai và kể cả gọi là ông Tùng Vân, thì ở nơi đây quý vị khán giả thấy những người đàn ông sung sức và ông Lê Tùng Vân thì quý vị khán giả đã biết là 7 người vợ. Và chính người con ruột của mình là Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo về những cái hành vi tội lỗi của cha mình. Đó, thì ông Lê Tùng Vân là theo chia sẻ của Lê Thanh Minh Tùng là con ruột đó quý vị khán giả, là sản phẩm lỗi loạn lưng của Lê Tùng Vân với em ruột của mình, đó là bà Vân. Thì chính Lê Thanh Minh Tùng thấy cái điều đó, cái sự loạn lưng mà ảnh sinh ra là cái sản phẩm lỗi, cho nên trong cái kênh YouTube của ảnh, ảnh cũng đã từng lên tiếng về việc này và ảnh cũng không hề giấu giếm và ảnh ghi xuống cái phần mô tả của mình là nói ông Lê Tùng Vân quan hệ với em gái ruột của mình đẻ ra Lê Thanh Minh Tùng. Đó là lời ghi của anh Lê Thanh Minh Tùng nha quý vị khán giả. Và tới ngày hôm nay thì thực sự là Lê Thanh Minh Tùng con ruột của ông Lê Tùng Vân mà trước đây ổng không hề nhận. Và cái điều này thì làm cho Lê Thanh Minh Tùng khi mà nhận thức được điều này, trong xã hội có những cái mà không thể nào che giấu được nữa. Trong suốt thời gian dài hơn 30 mấy năm, Lê Thanh Minh Tùng hết sức là đau khổ. Sản phẩm lỗi của em gái ruột và người anh trai ruột. Thế cho nên ngày hôm nay và tiếp tục diễn ra trong tỉnh thất Bồng Lai,
mà những người đã từng lên tiếng thì quý vị khán giả thấy là bị nhiều người cho rằng cái điều đó là không đúng, và họ có những cái phản ứng hết sức là gay gắt, mạnh mẽ, những người mà đã từng lên tiếng. Và chắc có lẽ khi khởi đầu thì quý vị khán giả cũng còn nhớ đó là Nguyễn Xin. Anh Nguyễn Xin ảnh đưa ra một số bằng chứng, những chứng cứ mà ba cô gái trong tỉnh thất Bồng Lai sinh lần lượt những đứa bé như vậy, thì họ không phải là những đứa bé lang thang trẻ mồ côi, mà là có cha có mẹ ruột, và trong giấy khai sinh thì không hề để tên cha. Sự thiệt thòi của những đứa trẻ trong tỉnh thất Bồng Lai từ khi Lê Thanh Minh Tùng sinh ra là sản phẩm lỗi của em gái và anh trai luận loạn lưng. Cho nên cái sự bức xúc của những người trong cuộc đó là Lê Thanh Minh Tùng, anh đã từng chia sẻ và có lần anh cũng live stream với danh nhân Nguyễn Phương Hằng, chia sẻ và tố cáo cha mình có những hành vi như vậy. Thì chính thời điểm đó cũng rất nhiều cộng đồng mạng trong và ngoài nước phản ứng về việc này. Nhưng ngày hôm nay thì quý vị khán giả thấy là những gì cơ quan chức năng cũng như là cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã vào cuộc thì hôm nay đã rõ. Hiện tại thì 5 người trong tỉnh thất Bồng Lai đang bị khởi tố bắt tạm giam, và trong đó có cái tội là loạn luân. Và tới ngày hôm nay nữa thì cái việc mà Diễm My đi xuống tu hành ở tại tỉnh thất Bồng Lai như vậy, quý vị khán giả thấy có được sự tin tưởng để Diễm My đi tu ở nơi này hay không? Phương Văn nhớ cái thời điểm mà cha mẹ của Diễm My hết sức là đau khổ, và người mẹ là đi tìm con khắp nơi trong tỉnh thất Bồng Lai, và không biết hà cớ gì Diễm My quay về và lên YouTube nói về cha mẹ của mình ép buộc, và đồng thời là nói về cha mẹ mình không có tốt, cho nên là nhất quyết phải tu hành nơi đây. Và tới ngày hôm nay thì trong thời gian qua nhiều cộng đồng mạng cũng đã có những thông tin hành lang, đó là Diễm My đã sinh con, và Diễm My đã từng ở trong căn hầm bí mật của tỉnh thất Bồng Lai. Nhưng sau đó thì báo chí đã đưa tin và cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, thì nơi đó thật sự không có Diễm My trú ở nơi này. Và ông Lê Tùng Vân và đồng bọn của mình đã thực hiện những cái việc tội lỗi trước đây, thì quý vị khán giả thấy là trong đó có loạn luân, thì chắc có lẽ là ba cô gái trong tỉnh thất Bồng Lai là con của Lê Tùng Vân, hay là loạn luân với những chàng trai lực lượng trong đó, họ có thể là anh em họ hàng gì đó. Nhưng ở trong việc điều tra của công an tỉnh Long An thì có một cái tội danh đó là loạn luân. Quý vị khán giả hãy chờ tiếp theo. Hiện tại thì vừa qua mấy ngày hôm nay thì cái người tiếp theo là bà Cao Thị Cúc, chủ của căn hộ này, căn nhà này cũng đã bị bắt tạm giam. Thì ngày hôm nay thì không còn gì để nói nữa không quý vị khán giả ơi. Còn ai binh vực nữa hay không? Và đặc biệt là ở nước ngoài cũng có nhiều người chia sẻ phân tích về vấn đề này mà đã phản ứng mãnh liệt, đồng thời là phản ứng lại các bậc chân tu của Việt Nam cũng đã từng chia sẻ về vấn đề này. Không biết cô nắm móc nắm mèo gì đó có hai đứa con gái như vậy thì muốn đưa về Việt Nam để tu hành trong tỉnh thất Bồng Lai hay không? Nếu có thì bây giờ hãy làm những cái thủ tục cần thiết để đưa về cho thầy ông nội. Bây giờ thầy ông nội cũng đang còn ở nhà đó, vì tuổi già sức yếu nhưng mà vẫn còn sung sức. Thì cô nắm móc nắm mèo có hai đứa con gái đã cần đưa về thì hãy đưa về nơi đây mà tu hành ha. Rồi qua Mỹ làm đó, cố gắng tiền bạc dành dụm về để cung cấp cho đồng bọn của ông Lê Tùng Vân ở tỉnh thất Bồng Lai. Kính thưa quý vị khán giả, cái việc mà loạn luân xảy ra thì trong xã hội này thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp từ báo chí hay những tin tức hàng ngày gì đó, cũng có những người cha mà nhẫn tâm xâm hại những đứa con ruột của mình đẻ ra, thì họ là những con người phải nói là không còn gì để nói nữa, một con người mà không ra hình người, chỉ còn phần con mà thôi. Và trong tỉnh thất Bồng Lai cũng thế, trong mấy chục năm qua, Lê Thanh Minh Tùng là con trai của ông Lê Tùng Vân, anh cũng đã chia sẻ ba mươi mấy gần 40 năm, thời gian đã thấm thoát trôi qua mà ông Lê Tùng Vân vẫn không dám nhận con trai của mình đó là con, mà chỉ nói là con nuôi.
vì chính ông Lê Tùng Vân là cái người trong cuộc con trai ruột của mình đã chia sẻ ông Lê Tùng Vân ở với em gái ruột của mình, sinh ra Lê Thanh Minh Tùng. Cái điều này Phương Văn nói là chia sẻ từ những cái YouTube mà những cái lời nói của anh Lê Thanh Minh Tùng đã chia sẻ. Nếu quý vị nào muốn theo dõi những câu chuyện chi tiết hơn nữa và chia sẻ nhiều về vấn đề này thì hãy vô kênh của Lê Thanh Minh Tùng và nơi đó sẽ có nhiều cái thông tin mà về tỉnh thất Bồng Lai cũng như là nắm về cái việc mà loạn luân của những người như thế nào. Vì anh Lê Thanh Minh Tùng là cái người trong cuộc đã từng sinh ra giữa sản phẩm lỗi của hai người và không được xã hội chấp nhận. Và từ đó nhen nhúm trong lòng khi mà lớn lên, anh ra ngoài đời, anh giao tiếp được ngoài xã hội, anh nhận định được là cái người cha ruột của mình quá tội lỗi. Cho nên ảnh lên án và chia sẻ trên cộng đồng mạng không hề giấu giếm. Và tới ngày hôm nay thì chắc có lẽ cũng không ai còn dám lên tiếng binh vực về tỉnh thất Bồng Lai nữa. Không biết dạo này cô nắm móc nắm mèo còn có những các thái độ mà gai gắt đối với những bậc chân tu của Việt Nam nữa hay không? Hay là chuẩn bị đưa con gái về để tu hành ở nơi tỉnh thất Bồng Lai? Và tới ngày hôm nay thì Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước vô cùng phải nói là hối hận về những cái đồng tiền của mình đưa ra mà không có đúng nơi, đúng chỗ để làm từ thiện, mà đưa vô những cái nơi mà đã ra sức đồng bọn của họ đã lừa dối Mạnh Thường Quân, lừa dối lòng tin, tình thương yêu cũng như những đứa trẻ để lợi dụng trục lợi cá nhân, gom góp tiền bạc để về cho bản thân mình chi tiêu, vừa dưỡng, đi tắm bùn, đi bằng du lịch, và họ ăn sung mặc sướng. Họ nơi đó họ chỉ tìm những cô gái trẻ đẹp và mang về bảo là tu hành nơi đây. Thì quý vị khán giả thấy trong suốt thời gian qua, cộng đồng mạng chia sẻ là Diễm My đã có con, Diễm My đã có bầu, Diễm My ở nơi này nơi kia. Nhưng mà thực sự cái ngày hôm nay thì thông tin từ gia đình cũng như là cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An cũng không biết được Diễm My ở đâu. Thì hôm nay đã ra quyết định là truy tìm Võ Thị Diễm My. Nếu như bà con nào ở nơi nào biết Diễm My ở đâu thì hãy báo tin về cho công an tỉnh Long An cũng như là một số điện thoại của cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ và xử lý. Xin mời tất cả quý vị khán giả hãy tiếp tục đăng ký kênh Phương Văn Official để nắm được những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc quý vị khán giả một ngày mới bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.